Chào mừng các bạn đã quay lại với video của Rock School Việt Nam. Tiếp nối video lần trước, hôm nay tụi mình sẽ giải đáp một số những thắc mắc khác của các bạn về giáo trình và chứng chỉ âm nhạc Rock School. Bài thi Rock School dành cho các loại nhạc cụ thì sẽ gồm có hai dạng bài thi, đó chính là Graded Certificate và Performance Certificate. Đối với Graded Certificate, bạn sẽ thực hiện 3 tác phẩm trong giáo trình Rock School cùng với các bài tập kỹ thuật đã được yêu cầu ở trong sách. Ở các bài tập kỹ thuật thì sẽ bao gồm các bài tập về thang âm nè, bài tập về hợp âm, bài tập đọc tiết tấu và nghe tiết tấu, bài tập thị tấu và cũng như là bài tập ngẫu hứng ở các level cao hơn. Đối với bài thi Performance Certificate thì bạn sẽ thực hiện 5 tác phẩm trong giáo trình Rock School và sẽ không cần phải thực hiện bài tập kỹ thuật nào cả. Phần thi lý thuyết là một phần thi không bắt buộc khi bạn tham gia thi lấy chứng chỉ Rock School dành cho các loại nhạc cụ. Và Rock School vẫn còn có một loại chứng chỉ khác dành riêng cho lý thuyết mang tên là Popular Music Theory và bạn có thể tham khảo nhiều hơn về loại chứng chỉ này trên trang của Rock School nha. Hình thức thi online ra đời là để giúp cho học viên duy trì tiến độ học tập và thi lấy chứng chỉ của mình, không bị gián đoạn với tình hình dịch bệnh. Chứng chỉ Rock School thể hiện rằng thí sinh đã hoàn thành bài thi ở một trình độ nhất định với một số điểm tương ứng. Ví dụ như bạn thi Electric Guitar ở trình độ 4, thì trên chứng chỉ Rock School gửi cho bạn sẽ thể hiện rằng bạn đã thực hiện bài thi ở trình độ 4 với một số điểm, ví dụ là đã được đạt nè, khá nè, giỏi hoặc là xuất sắc. Thì trên chứng chỉ Rock School sẽ không phân biệt là bạn đã thực hiện bài thi online hay là bài thi offline, cũng như bạn đã thực hiện bài thi Graded Certificate hay là Performance Certificate. Free choice pieces là các tác phẩm tự chọn mà bạn có thể dùng để thi phần thi Rock School của mình. Đối với chứng chỉ Graded Certificate, bạn có thể thi tối đa là 2 tác phẩm tự chọn. Và đối với chứng chỉ Performance Certificate, bạn có thể thi tối đa là 3 tác phẩm tự chọn. Các tác phẩm tự chọn có thể là tác phẩm từ giáo trình Rock School cùng trình độ ở ấn bản cũ, hoặc là tác phẩm từ giáo trình Rock School Classic Series. Bạn cũng có thể sử dụng tác phẩm từ các hội đồng thi có uy tín khác, ví dụ như ABRSM hoặc là Trinity College of London, và đây là một đặc quyền của Rock School vào mùa dịch Covid-19 này. Ngoài ra, các tác phẩm phổ biến và có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trên thế giới cũng có thể được sử dụng là một tác phẩm tự chọn cho phần thi Rock School của bạn. Và bạn cũng có thể sử dụng tác phẩm do chính mình sáng tác, hãy gửi những tác phẩm này cho hội đồng thi và đợi được xét duyệt, sau đó sử dụng nó là một tác phẩm tự chọn trong phần thi lấy chứng chỉ của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Rock School Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại mà nhắn tin cho fanpage của tụi mình nha. Và đừng quên là tụi mình đã mở đăng ký cho kỳ thi online vào tháng 6 này rồi. Thông tin chi tiết và cách thức đăng ký mình sẽ để link ở bài viết này để các bạn có thể tiện theo dõi hơn nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.